có con motor nhỏ này nó sẽ có thêm được một chức năng nữa đây các bạn. Vặn đằng này này, thì cái này khi nào nó chạy thì nó cũng quay được này. Nó có số này, nhỏ xíu à. Còn kilowatt trên máy này. Con này thì rất nhỏ, các bạn xem thấy đâu chứ còn không thấy không. Đây, thông số của nó đây. Con này thì có tem. Đây, con này đây. Đấy. Còn mấy con này thì không thấy tem, tem nó cũng mờ lắm rồi. Thì hộp số nó chiều dài này, dài nó khoảng tầm 30 cm đó. Về này này, cái này là 30 cm này. Chiều dài có từ đây qua đây nó tầm 40 cm đó. 40 cm cũng có chỉnh nha, có chỉnh nè, có chỉnh cái này chỉnh. Còn hộp số, hộp số loại này này, 1/120 vòng. Wow, tiếp không chưa, nhỏ thế này mà lợi hại dữ rồi, lợi hại dữ rồi. Này quay như thế này mà nó nhít 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 kia, lợi hại, lợi hại. Mấy hộp số nhỏ này. Còn đây thì máy quay rồi đấy, nó cũng có chỉnh này nọ đấy. Đấy, cái này thì nó thấy nó chỉnh được này, không biết sao, nhưng mà cái vặn này là không vặn được, cái vặn này không vặn được. Còn cái này thì gạt qua gạt lại được này. Số thì cái này nó in bằng giấy, nó bị chày rồi này. Đây như vậy này, bằng giấy hai cuộn giống nhau này. Còn hộp số thì có kiểu hộp số có loại như thế này này. Xem coi tỷ lệ bao nhiêu này. Cái này nó không đóng đóng số trên này, có những con khác đóng số này thì mình không xem được tua nữa rồi. Còn con này này hình như là 1/17 á. Con này cũng có chỉnh số luôn này, có chỉnh này, chỉnh như đây này các bạn. Đây nó có đầu chỉnh này, này motor này, motor nó chạy này. Co hộp số để chỉnh này, co hộp số ra này, hai cấp số này. Con này nó phải rơi vào hơn 100 kg. Còn con này cũng vậy này, con này là cũng nhật này, nhật đấy. 169 một vòng ra 169 vòng này nữa. Thì kia nó kìa, đây nó một đống. Đây là hộp số rời này, nó không có gắn motor này. Cái này nó có cốt bu li sẵn này. Còn con này cũng có chỉnh này, hộp số có chỉnh này, chỉnh cấp này. Đây thì nó dài ngắn này, tăng lên tăng xuống này. Cái này là 0.2 nhỏ nhất này. Rồi cái này vào đây như cần đến thì liên hệ mình. Còn mấy cái hộp số truyền 2-3 cấp này, đây truyền 2-3 cấp loại này đấy. Đây đây cũng là truyền 2-3 cấp này. Con này cũng chỉnh luôn này, 2 cấp này. Cái này nó có bánh răng chỉnh này. Cái này bánh răng nó chỉnh như thế nào thì mình không biết này. Nó có đồ răng chỉnh này, có hộp số truyền ngang này, có nhông xích này, răng xích này. Đây là đang dưa nha, hộp số ngang nha, hộp số giống như hộp số thường vậy đó, ngang. Còn đây cái con motor này nó cũng là 2 cấp số này. Đây cái này, đây cái này, 2 cấp số. Chữ nó là chữ Nhật hay là chữ Trung Quốc thì mình chả hiểu được này, mình không đầy về chữ SKK này. Còn cái chữ gì chỗ này mình không hiểu này, đấy không biết là Trung Quốc hay là Nhật này. Nói chung là nhiều hộp số. Bãi này mình hay lấy đây. Đây, tùy rất chi là nhiều hộp số các kiểu. Anh em cần cứ liên hệ mình, mình lấy mình giao cho. Rồi, như cái con này, mấy con này cũng chỉnh được này. Này, con này có độ chỉnh này. Con này
thì nó bể lốc rồi này, bể lốc máy rồi này. Còn con này thì chỉnh nó đẹp hơn này, có chữ nhưng mà không biết là chữ Nhật hay là chữ Trung Quốc nữa. Đây mình không có phân biệt được chữ Nhật hay chữ Trung Quốc nha. Đấy, anh em nào biết thì cứ để lại bình luận dưới nha. Đây thì nó có độ chỉnh này, chỉnh chỗ này, vòng chỉnh chỗ này. Rồi cái loại này nó cũng vậy này, loại này này thì nó cũng chỉnh từ 0,2 này, đây 0,2 cho đến 0,8 này. Để mình quay lại cho các bạn xem. Đây 0,2 đến 0,8. Đấy. Còn con này này này, con này thì con này rơi vào khoảng tầm 6-70 cân. Con này này, tem nó này, Sunbaki này, Disco gì đó này. Này cái này nó có chỉnh thông số giống như cái máy tiện này các bạn. Đây này, thấy không? Mình chỉ có nhích nhẹ thôi, không có vặn mạnh là nó gãy mất cái trong á. Cầm tay quay không nổi đâu này, cầm đây là chắc không quay nổi, không bao giờ quay nổi này. Thì đây là nó có chỉnh sẵn này. Đấy, có motor này. Đấy là lấy cả motor nha, không phải là lấy như vậy. Còn cái motor hộp số này thì mình không biết là nó là cái gì, nó ra bao nhiêu này. Nhưng mà nó thấy khác người, cái gì nó cũng dày dặn, cái này là bằng sắt đúc luôn này, không phải là cái ấy. Đấy như vậy này. Đấy. Motor ở đây thì loại này là tròn này. Loại này là đầu dù này. Còn cái motor này nó này, mình không biết là nó là như thế nào này. Motor này nó có thêm một cái motor nhỏ đây này, motor nhỏ để căn chỉnh hộp số này. Hộp số này nó sẽ tăng bằng motor này. Đấy. Cụ này phải tầm 150 hoặc 170 cân. Còn cái dây điện này đây mà nó đứt rồi này, mình không biết là dây gì này. Đó. Đây. Hộp số chuyển hướng này. Chuyển hướng nha. Ờ, số chuyển hướng 11 này. Chuyển hướng 11 nha. Cái này hàng này hơi hiếm nha. Hàng này hơi hiếm đấy. Chuyển hướng 11. Bắt cái này ngon này. Còn này là như là servo này. Servo nhỏ này. Khó kiếm. Đây hộp số các loại, nói chung là có những có con thì nó có như thế này đây. Đây thì cái con này thì có chính này, còn cái con này chắc là dành cho máy tời này. Đây hộp số chuyển bên này, nó ra bên này. Đây đây chính cao lên cho chút các bạn xem. Đấy, nói chung là nhiều kiểu hộp số lắm các bạn. Đây còn cái hộp số này nó không biết sao nó cái máy này nó chạy qua cái hộp số này này, nó chuyển cái gì không biết, nhưng mà rắn nó qua đây này. Coi hộp số chuyển hướng này. Chuyển hướng này mình thấy đang tò mò này. Chuyển hướng này nó sẽ coi như coi nặng không? Chuyển hướng này nó tầm 40 cân đấy, 30 cân, 40 cân đấy các bạn. Anh em cần đến thì liên hệ mình lấy những cái hộp số hoặc là chuyển hướng nha. Thì nó có nhiều loại, như cái này cũng là chuyển hướng này, nhưng mà chuyển hướng cái này nó có gắn hộp số đây này, hộp số cái răng này. Còn chuyển hướng cái trục ngang ra đây này, pulley đây, con này không chụp. Chuyển hướng được nhỏ đấy, thế còn đây cũng là chuyển hướng này, chuyển hướng có cũng bằng con nãy này, nhưng mà răng này này ra này. Đây, chuyển hướng này nha, nó đâu có lớn lắm không. Đây nó là như vậy đây. Rồi còn cái gì nữa,
Xem các bạn cần cái gì thì cứ chụp hình để lại nha, chứ giờ mình cũng chả biết cần nào đâu. À còn cái hộp số bên kia nữa, xem coi nó như thế nào. Đây mình cái này thì nó gắn motor trên này, một vòng 138 vòng. À, đây cái bên kia không có motor sẵn này, còn hộp số đây nữa này, được cả bố luôn này. Cái này nó dập số luôn này, C334 này, mình không biết C34 là gì, xe kia cũng vậy rồi, FDE. Đây, một đống tháo ra bán vi chai, tháo ra bán vi chai là một đống. Đấy, dùng cốt tháo bán vi chai. Còn mấy cái siêu mini này, Servo siêu mini, coi cái con này bao nhiêu ký, 2000 vòng. Còn kilowatt thì mình không thấy. Siêu mini rồi. Còn bên kia là những đồ tháo kìa, chả biết nữa như thế nào. Rồi vậy thôi các bạn, xem từ từ xem nhé.